bus. Này, Kiki Miu Miu. Bác muốn có những chiếc bánh nướng ngon tuyệt. Không có vấn đề gì ạ. Bác không thể đợi được nữa. Hãy làm những chiếc bánh nướng với hương vị khác nhau. Được. Trứng, đường, bột mì, bơ, sữa, sữa đặc và bột cacao. Làm bánh nướng bắt đầu. Cho một ít trứng và đường vào bát. Ta-da! Máy trộn tay này giúp tôi đánh trứng dễ dàng hơn. Nó sẽ làm cho bánh nướng mềm và ngon. Cho thêm một ít bột mì. Bây giờ, bột đã sẵn sàng.
đến lượt tớ. Bơ, sữa và sữa đặc. Trộn đều, trộn đều. Sau đó, đổ vào bột. Như vậy bánh sẽ ngọt và ngon hơn. Nhìn này Miu Miu, tớ cũng đã làm một ít bột sô-cô-la. Bác Hổ sẽ rất thích nó. Các bạn, hãy đợi cho đến khi nào bánh chín nhé. Mùi thật thơm. Bây giờ chúng ta hãy trang trí chúng nào. Chúng ta hết kem phủ rồi. Hãy đi mua chúng thôi. Họ đi đâu thế nhở? Chúng ta vẫn chưa được trang trí. Chúng ta hãy cùng đến tiệm tóc bánh nướng đi. Đồng ý. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu đỏ rất xinh. Co, ngay, được rồi. Đỏ tươi, bánh dâu tây rất đẹp. Bánh dâu tây đỏ. Đỏ tươi. Oh yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu vàng. Màu vàng. Được rồi. Vàng tươi, bánh chanh rất đẹp. Bánh chanh vàng. Vàng tươi, bánh chanh. Oh yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc xanh lá thật ngầu. Xanh lá. Được rồi. Màu xanh lá cây bánh dưa. Bánh lưới xanh lá cây. Xanh lá cây. Oh yeah. Yo yo. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi rất thích màu tóc xanh dương. Co ngay. Được rồi. Màu xanh dương bánh Việt quất này. Bánh Việt quất xanh. Thật sự rất ngon. Hãy chụp một bức ảnh. Được. Tuyệt vời, bánh nướng ngon tuyệt. Đã xong. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ? Wow, bánh vòng trông ngon quá. Miu Miu, chúng ta cùng làm bánh vòng đi. Hãy làm nhiều vị khác nhau nhé. Bột, trứng, muối, sữa, bơ và men. Làm bánh vòng bắt đầu.
cho tất cả nguyên liệu vào bát. Và thêm một chút sữa. Chúng giống nguyên liệu để làm bánh mì. Cậu nói đúng. Nhà bột nào? Tốt, bây giờ chúng ta hãy đợi một lúc nhé. Đã đến lúc nặn hình bánh vòng. Nhìn tớ làm nhé. Tạo một chiếc lỗ ở đây. Nhìn này. Chiên ngập bánh vòng. Các bạn có biết không? Bánh vòng thực sự rất ngon đấy. Bánh vòng. Bánh vòng ngọt và giòn. Nhìn đây Kiki, chúng đang to lên kìa. Chúng sắp được rồi đấy. Yeah, bánh vòng ngon tuyệt, đã xong. Wow, thơm thật đấy. Ôi, bác hai cẩn thận. Nóng. Bác Hổ. Nhảy cùng tớ đi. 10 chiếc bánh đang nhảy nhót trên khay, chúng xoay tròn, chúng xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 9. Kìa 9 chiếc bánh nhảy nhót trên khay, chúng lăn tròn, chúng lăn tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 8. Kìa 8 chiếc bánh nhảy nhót trên khay, múa xoay tròn, múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 7. 7 chiếc bánh đang nhảy nhót trên khay, chúng xoay tròn, chúng xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 6. Kìa 6 chiếc bánh nhảy nhót trên khay, múa xoay tròn, múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. Bánh nhảy nhót trên khay, chúng lăn tròn, chúng lăn tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 4. Kìa 4 chiếc bánh nhảy nhót trên khay, múa xoay tròn, múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. 3. Kìa 3 chiếc bánh nhảy nhót trên khay, múa xoay tròn, múa xoay tròn. Một chiếc bánh ngã vào chảo sô cô la. Bác ổn. Bánh vòng đầy màu sắc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta không thêm bánh vòng sắc màu vào menu nhỉ? Hãy chụp một bức ảnh. Được. Tuyệt vời, bánh vòng đã xong. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Mẹ ơi. Ta muốn ăn sushi. Được thôi. Này Miu Miu, chúng ta hãy làm sushi đi. Sushi á? Nghe hay đấy. Dưa chuột, cà rốt, chấm bông, trứng, rong biển và một chút cơm. Làm sushi cuộn, bắt đầu! Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng. Mùi của nó thật tuyệt. Ta sẽ thêm một chút nguyên liệu bí mật.
Nguyên liệu bí mật của cậu thật tuyệt. Cơm có vị ngon hơn nữa. Ta đã cho thêm một chút giấm, muối và đường. Hả? Thế sẽ làm cơm có vị ngọt và chua. Rong biển đâu rồi? Tớ thích rong biển. Cơm, trứng, giấm bông, cà rốt, dưa chuột và một chút mayo. Hoàn hảo. Sushi là món ăn rất phổ biến ở Nhật Bản. Sushi cuộn ngon tuyệt đã xong. Kiki, tớ nghe nói có một nhà hàng sushi mới mở gần đây, ở đằng kia. Đến đó xem thử đi. Đồng ý. Chào buổi sáng. Đó là băng chuyền kìa. Chúng mình rất thích để đi khắp nơi bằng băng chuyền. Mình là sushi màu đỏ đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu vàng đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Là sushi màu đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu xanh lá cây này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu hồng đây rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Xin mời vào. Wow, ở đây có nhiều loại sushi quá. Yeah, hãy làm một ít sushi đặc biệt và thêm vào menu của chúng ta. Wow. Hãy chụp một bức ảnh. Được. Tuyệt, sushi ngon lành đã xong. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiếc kem que thơm ngon. Kiki, ra đây chơi xích đu với tớ đi. Được thôi. Để tớ đẩy nhá. Nhìn kìa, năm que kem thích chơi xích đu. Một chiếc rất nhanh bay cao lên trời. Rồi dùng mây làm chiếc mũ xinh. Bạn ấy rất vui với chiếc mũ này. Nhìn
kìa, bốn que kem thích chơi xích đu. Một chiếc rất nhanh bay cao lên trời, rồi dùng mây làm chiếc váy xinh. Bạn ấy rất vui với chiếc váy này. Nhìn kìa, ba que kem thích chơi xích đu. Một chiếc rất nhanh bay cao lên trời, rồi dùng mây làm chiếc áo choàng. Chiếc áo của bạn thật là đáng yêu, chiếc áo của bạn thật là đáng yêu. Nhìn kìa, hai que kem thích chơi xích đu. Một chiếc rất nhanh bay cao lên trời, rồi dùng mây làm giày mới rất xinh. Chiếc giày của bạn thật là đáng yêu, chiếc giày của bạn thật là đáng yêu. Còn một que kem vẫn muốn chơi xích đu. Bạn ấy rất nhanh bay cao lên trời, rồi dùng mây làm kẹo bông ngon tuyệt. Kẹo bông rất ngon, hương vị thật tuyệt. Wow, tất cả các bạn ấy đều ở đây. Vị sữa là vị kem yêu thích nhất của tớ đây. Ở đây có rất nhiều vị kem và vị nào cũng ngon. Các cậu có muốn ăn thử không? Chắc chắn rồi. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem trắng này. Có tôi đây, vị sữa thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem có màu đỏ. Có tôi đây, vị sâu ngọt ngào, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem xanh nước biển. Có tôi, vị việt quất thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem có màu vàng. Có tôi đây, vị chuối thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem tím này. Có tôi đây, vị nho thật tuyệt, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, kem trắng này. Có tôi đây, vị sữa thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem có màu đỏ. Có tôi đây, vị sâu ngọt ngào, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem xanh nước biển. Có tôi, vị việt quất thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem có màu vàng. Có tôi đây, vị chuối thơm ngon, kem mát lạnh. Bàn tay kem đây, bàn tay kem đây, kem tím này. Có tôi đây, vị nho thật tuyệt, kem mát lạnh. Vị nào cũng ngon tươi. Chào buổi sáng. Ơ, đó là băng chuyền kìa. Yeah. Chúng mình rất thích để đi khắp nơi bằng băng chuyền. Mình là sushi màu đỏ đây, rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền. Rất thú vị bạn ơi. Mình là sushi màu vàng đây, rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Ta đi lên chiếc băng chuyền, rất thú vị bạn ơi. Tớ chẳng thấy gì cả. Màu sắc của chúng ta không giống nhau. Mình là sushi màu đây, rất ngon này. Đã sẵn sàng, đã sẵn sàng. Cùng nhau ta đi lên chiếc băng chuyền, rất thú vị bạn ơi.
mời vào. Wow, có nhiều sushi quá mẹ ơi. Wow. Wow. Yay. Hey, nhìn này. Hả? Wow. Wow. Các cậu có sao không? Chúng tôi không sao. Các cậu cần phải ứng xử đúng khi đi siêu thị. Chúng mình hãy cùng học ngay bây giờ nhé. Dù lù năm tay nào, sha la la cùng mua sắm thôi. Dù lù năm tay nào, sha la la cùng mua sắm thôi. Các con sẵn sàng chưa? Đi thôi nào. Dù lù 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 cầm tay nhau. Yippee yippee tay chạm tay, chúng ta đi đâu đây? Sha la 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 nhìn xung quanh. Wow wow, chúng ta có thể mua gì đây? Nhìn đây ngon quá, ta hãy xem nào. Không nên chậm vô đây nghe. Bánh mì ngon, bánh ngọt. Chỉ được nhìn, không được chạm. Súp nóng, đồ uống lạnh. Chỉ được nhìn, không được chạm. Chỉ được nhìn, không được chạm. Tu lu tu lu 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 cầm tay nhau. Yippee yippee tay trong tay, chúng ta đi đâu đây? Sha la sha la 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 nhìn xung quanh. Wow wow, chúng ta có thể mua gì đây? Nhìn trông xinh quá, ta hãy xem nào. Không nên chạm vào đây nghe con. Tấm kim loại, gương kính dài. Chỉ được nhìn, không được chạm. Chậu nhỏ, bể cá. Chỉ được nhìn, không được chạm. Chỉ được nhìn, không được chạm. Dư lư 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 tay cầm tay. Yippee yippee tay trong tay, chúng ta đi đâu đây? Sha la sha la 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 mau nhìn xem. Wow wow, chúng ta mua gì đây? Nhìn đây ngon quá, ta hãy xem nào. Yeah. Không nên chạm vào đây đâu nha, đừng chạm. Mình đi mua sắm hãy nhớ rằng rất nhiều thứ không nên chạm vào khi không mua. Đừng chạm. Nắm tay nào, sha la la cùng mua sắm thôi. Không nên chạm vào khi không mua. Chỉ được nhìn, không được chạm. Chỉ được nhìn, không được chạm. Yippee. Chúng ta cần phải giữ trật tự khi đi siêu thị nữa. Các cậu có biết những cách ứng xử khác khi đi siêu thị không? Tôi sẽ chỉ cho bạn. Không ồn ào và đừng chạy lung tung. Luôn ở gần ba và mẹ của bạn. Nếu bạn đi lung tung, bạn có thể bị lạc. Đừng mở các thứ trước khi trả tiền. Leo lên các kệ rất nguy hiểm. Và đừng quên xếp hàng chờ tại quầy thanh toán. Đi thanh toán thôi. Chúng ta nên xếp hàng. Chúng ta mua nhiều đồ quá. Giờ chúng ta đã biết thêm rất nhiều cách ứng xử đúng khi đi siêu thị. Wow. Hey. Chúng ta có cây kẹo mút.
Thanh, dậy đi. Ra ngoài chơi thôi. Cậu sao vậy Hanh? Tớ không muốn ra ngoài đâu. Tớ sợ lạnh lắm. Nếu tớ bị cảm lạnh, tớ sẽ không ăn được bánh vòng nữa. Hanh, nếu cậu không muốn bị cảm lạnh thì cậu không nên nằm mãi ở trên giường đâu. Đúng vậy. Tớ nên làm gì để không bị cảm lạnh? Hãy làm theo hướng dẫn của bọn tớ, rồi cậu có thể ngăn ngừa cảm lạnh. Hàng ngày hãy thức giấc, đón ánh mặt trời vào sáng sớm, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Oh, hãy làm theo ta, mọi người ơi, hãy xem. Oh, hãy làm theo ta để có sức khỏe. Bạn nên ăn rau xanh với trái cây hàng ngày nhé, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Việc đó không? Tớ có thể làm được. Thật dễ dàng để ngăn ngừa cảm lạnh. Cậu đã sẵn sàng đi chơi với chúng tớ chưa? Được rồi, đi thôi. Hả?